Chào mừng bà con, cô bác và cô chú anh chị khắp mọi miền gần xa đã quay trở lại với kênh Đồ Cổ Giáo Nguyện. Em rất là vui khi được gặp lại bà con, cô bác, cô chú anh chị trong đoạn video ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho em gửi tới bà con, cô bác, cô chú anh chị là chúc sức khỏe. Chúc cho mọi người luôn vui vẻ, gặp nhiều thành công trong cuộc sống, vạn sự như ý. Em hy vọng bà con, cô bác, cô chú anh chị khi xem những đoạn video của em sẽ tìm thấy cho mình một cái món đồ ưng ý đó, để có thể là giao lưu với em, chia sẻ đam mê sưu tầm những món đồ cổ độc lạ. Thì ngày hôm nay em mang tới cho mọi người rất là nhiều món đồ đó, từ những món đồ gốm tàu cổ, gốm vớt biển, rồi một số cái món đồ độc lạ. Ở đây thì em có hai cái đồng hồ châu Âu, đồng hồ của Pháp, một cái thanh kiếm bằng đồng đó, và rất là nhiều những cái món đồ khác nữa. Thì bà con, cô bác, cô chú anh chị xem trên đoạn video của em và thấy chưa rõ món đồ nào, hoặc là em chưa giới thiệu tới món đồ nào mà mình quan tâm, mình có thể là nhắn tin, gọi điện kết bạn với em qua Zalo, cũng là số điện thoại 0774 814 824. Bây giờ em xin đi vào giới thiệu những cái món đồ trong đoạn video ngày hôm nay. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu tới bà con, cô bác, cô chú anh chị những cái món đồ nhỏ nhắn nhưng mà không kém phần xinh xắn và độc lạ luôn nha. Thì đầu tiên em giới thiệu mọi người, đây là một cái hộp phấn nha. Ở đây thì có tổng cộng là ba cái hộp phấn lần lượt. Cái đầu tiên là một cái hộp phấn vớt biển đó. Thì như bà con, cô bác, cô chú anh chị thấy bên dưới đáy của cái hộp này có rất là nhiều cái vỏ sò, vỏ hến, vỏ ốc gì đó đóng lại nè. Ở bên trong thì cũng như vậy luôn đó, rất là đẹp nha. Thì nói vớt biển thì liên quan tới vấn đề vớt biển thì em cũng cầm cái bình, nó một cái bình cao cao đây, đây là cũng một cái món đồ vớt biển mà hồi em sẽ giới thiệu tới mọi người. Thì những món đồ vớt biển thường là nằm trên những con tàu, gọi là những cái con tàu buôn đó, đi giao lưu buôn bán thì gặp phải khí hậu thời tiết hay gì đó cho nên nó bị đắm, bị chìm, và nó mang theo những cái món đồ như vậy. Có thể là đồ để buôn bán được thì sử dụng đó, tùy. Và cái có duyên mình em sưu tầm lại được thì mang lên đây em giao lưu mọi người. Về cái kích thước của hộp phấn này thì hộp phấn này để em có phần đường kính là tầm 9 cm nha đó. Chiều dày là khoảng 5 cm. Và giá em giao lưu bà con, cô bác, cô chú anh chị cái hộp phấn hàng vớt biển này với giá là 2.500.000 đồng. Bà con, cô bác, cô chú anh chị nghĩ thì có thể nhắn tin với em nha. Rất là đẹp luôn, món đồ rất là đẹp. Ôi em xin lỗi, một món đồ rất là có giá trị sưu tầm đó, chứ thật chất thì cái phần thẩm mỹ của nó không được gọi là đẹp cho lắm đó, nhưng mà nó là một món đồ có giá trị sưu tầm đó, thì cái nào em phải nói cho chính xác như vậy. Rồi, cái hộp phấn thứ hai em giới thiệu cho con, cô chú anh chị là một cái hộp phấn để tống rất là đẹp luôn, màu men xanh ngọc rất là đẹp, họa tiết hoa lá đó, họa tiết hoa lá chạm nổi. Đó, ở dưới là phần chung đáy rất là da, phần cái chỗ giữa này thì nó bị chóc ra lớp men luôn rồi, nó lộ ra tới cái lớp đất bên trong rồi. Tuy nhiên thì cái phần bên trong vẫn còn được bảo quản rất là tốt, chỉ có cái phần men tiếp xúc giữa hai phần nắp của phần thân thì nó hơi bị chóc ra thôi, còn lại đánh giá thì vẫn còn rất là hoàn chỉnh, và còn thẩm mỹ vẫn còn rất là đẹp. Kích thước thì đường kính của hộp phấn này là 11 cm nha, và chiều dài thì nó tầm khoảng 4 cm. Và giá em giao lưu bà con, cô bác, cô chú anh chị hộp phấn này với giá là 3.000.000 đồng. Bà con, cô bác, cô chú anh chị nghĩ thì nhắn tin gọi điện với em nha. Đó, em xin đi được đi qua món đồ kế tiếp. Em giới thiệu với bà con, cô bác, cô chú anh chị một cái hộp phấn khác. Đây cũng là một hộp phấn khá là đặc biệt luôn. Lần đầu tiên em thấy một cái hộp phấn hàng gốm tộc cổ nhưng mà lại có nhiều ngăn đó, giống như cái hộp phấn hiện đại bây giờ vậy đó ha. Rất là hay, nhìn rất là độc lạ luôn. Phần men với cái nắp đậy nó bị chóc rất là nhiều luôn, nó bị chóc rất là cao, rất là nhiều đó. Về ngoại hình thì nó cũng không có bị mẻ hay là nhăm gì lớn đâu, nó ngoại chỉ do trừ những cái điểm mà nó bị lột men nó thấy thôi, do cỏ, nghĩa là do ma sát với cỏ sát thôi. Đó, ở đây là phần chung đáy rất là già luôn, chỗ rất là nhiều cái điểm bị sắc và vàng luôn. Về kích thước thì cái chiều dài lớn nhất của cái hộp phấn này là 10 cm nha, còn
Còn ở chiều cao là nếu mà không tính cái phần tay cầm như đây thì là khoảng 6.5 cm. Giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị hợp phấn 3 ngăn này với giá là 5 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em. Hiện tại em sẽ giới thiệu tiếp tới bà con cô bác cô chú anh chị một cái nệm phần miệng bọc đồng rất là đẹp luôn. Đây là một cái nệm tàu cổ mà vẽ long phụng nha, tích long phụng xung vầy rất là đẹp luôn. Tích vẽ tay 100%. Trên bình thì có những cái điểm mà nó chỗ đen đen ra, hoặc là những cái điểm nó bị men co đúc và rất là nhiều chỗ như vậy. Ở bên dưới hiệu đề chữ thọ nè, về chữ thọ vẽ tay chôn đấy thì rất là già. Phần miệng thì bọc đồng hướng vòng tay nè, miệng nó hơi nhăm một tí chứ không có bị bể hay bị gì cả nha. Rồi về kích thước thì nằm này để mình xem, chiều cao của nằm này là 22 cm nha. Về phần đường kính của bụng thì khoảng tầm 10 cm, và em nhớ không lầm cái hoành của cái này hồi nãy em có mang cái thước dây rồi là nó rơi vào tầm 31 hay là 34 cm gì đó. Đó, bà con cô bác cô chú anh chị quan tâm thì có thể nhắn tin gọi điện với em đó, để em gọi trực tiếp cho mọi người xem nha. Và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái nằm long phụng xung vầy bọc đồng này với giá là 3 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em. Cái nai này là khi em gom được thì em cũng tìm hiểu là một cái nai chu đậu nha. Nai chu đậu là nai chu đậu vẽ lân, vẽ con lân nhìn cũng khá là nét vẽ cũng rất là siêu, rất là mượt ha. Ở dọc cái thân này nó có nhiều cái vết bị ố và những cái vết men rạn rất là nhiều luôn. Phần chôn đáy thì rất là già, chôn đáy rất là già, miệng phần men thì bị lột lên khá là cao. Nói chung là đánh giá về độ lành thì nó vẫn còn khá là lành, phần miệng không bị nhăn mẻ gì hết, nhưng mà về thẩm mỹ thì nó không được xuất sắc cho lắm đó. Về kích thước thì cái nai chu đậu này có chiều cao là 22 cm luôn nha. Phần đường kính bụng thì nó rơi vào tầm 12.5-13 cm. Giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái nai chu đậu vẽ lân này với giá chỉ là 2 triệu đồng thôi. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì có thể tin gọi điện với em ha. Rồi, tới một cái món đồ gốm mà em nói hồi nãy, một cái món gốm vớt biển thì cũng là cái duyên mà em sưu tầm được một cái món gốm vớt biển như thế này. Đây giống như là một cái bình bông hay là bình cổ lọ rồi đó. Đó. Mà em sưu tầm này được ha. Bên ngoài thì có rất là nhiều ốc và những cái quăng em cũng không biết là cái gì nó bám vô tên gọi là gì em cũng không gành luôn. Bên dưới là hiệu đề chiếc lá nha. Hiệu đề chiếc lá là một những cái món đồ gốm có hiệu đề chiếc lá là thường rơi vào cái thời Khang Hy đó. Đó là những cái điều mà em học được từ sách với cũng được chỉ dạy từ các chú đi trước. Còn bên trong thì nó đóng những cái lớp mà kiểu như vừa là đất cát và cái sợi nữa, rất là nhiều luôn, nó tuốt sâu bên trong nó. Em cố gắng em để nghiêng cho mọi người có thể nhìn thấy ha. Bà con cô bác cô chú anh chị coi trên đoạn video của em thấy chưa rõ thì mình cứ nhắn tin gọi điện cho em nha, em sẽ gọi trực tiếp cho mọi người xem đó. Còn cái họa tiết trên đây là họa tiết hoa lá cây cảnh, kiểu như bốn trong một cái tích thì có bốn bức tranh nhỏ, mỗi bức tranh là để một cái loại hoa hay sao á. Màu men thì vẫn còn khá là đẹp đó, chỉ có những chỗ thì nó bị bạc màu, bị bay màu so với chỗ còn lại, nhưng mà nhìn chung thì vẫn còn rất là đẹp. Về kích thước, chiều cao của cái bình này là tầm 24 cm nha. Phần đường kính miệng là 6 cm. Và giá giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái bình gốm vớt biển này với giá là 6 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em, Zalo và số điện thoại em có để ở phía trên đoạn video nha. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị một cái món đồ rất là đẹp luôn. Trên tay em đang cầm đây là một cái hồ lô. Đó, cái hồ lô này là một cái hồ lô gốm tàu cổ rất là đẹp luôn, vẽ mây uốn lượn rất là đẹp nha. Đó, nhìn sơ qua bà con cô bác cô chú anh chị có thể thấy cái độ gọi là cái độ mịn độ mướt của cái hồ lô này ha. Còn bản thân em khi cầm mà nó thì cảm giác rất là sướng tay, thực sự cầm đúng từ rất là sướng tay nha. Đó,
trông rất là đã. Ở trên cái bầu nhỏ này thì có những cái điểm mà nó chỗ đen đen ra nè, đó, chỗ đen đen như thế này, đó, rất là nhiều chỗ. Phần miệng thì không bị găng nứt hay gặn mẻ gì hết. Chôm đáy rất là già luôn, chôm đáy rất là già. Hiệu đề là hình giống như cái bông hoa nè. Ở đây là những cái điểm ốc trâu nè, rồi này ở đây là những cái điểm men rạn ra, rất là đẹp. Cái hồ lô rất là đẹp, đáng để sưu tầm. Về kích thước thì chiều cao của hồ lô này là 20 cm nha. Em đo đường kính đáy đi, đường kính đáy là 7 cm. Vào cái vòng bụng của hồ lô này em nhớ không nhầm là cũng gần 40 á, hồi nãy lúc em đo gần chắc là 35-36 gì đó, em quên mang cộng thước dây rồi. Thì bà con cô bác cô chú anh chị quan tâm thì có thể là gọi điện với em để em gửi hình ảnh, gọi điện trực tiếp cho mọi người xem. Rồi thì cái hồ lô này em xin phép giao lưu với mọi người với giá là 3 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em. Tiếp theo em xin phép giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một cái nai. Trên tay em đang cầm đây là một cái nai vẽ mây khác, rất là đẹp luôn. Nét vẽ nhìn em đưa lại gần cho mọi người xem nè, nét vẽ rất là phiêu, nét vẽ cực phiêu, rất là đẹp, từ vẽ mây cho tới họa tiết trên họa tiết gạch sọc đây, họa tiết sọc về bên trái và bên phải đang xen với nhau, nhìn rất là đẹp nha. Trên cái phần thân của cái nai này cũng có rất là nhiều cái điểm nó bị lột men như này, rất là đẹp, nó đã. Ở dưới là hiệu đề bông hoa như thế này, chôm đáy rất là già, phần men sát đáy thì bị lột lên khá là cao đó. Miệng thì không bị găng nứt gạn mẻ gì hết, một cái nai rất là lành đó, và có độ thẩm mỹ cao đó. Ngoại hình rất là đẹp. Chiều cao của cái nai này là 25 cm nha. Phần đường kính thân thì rơi vào tầm 10.5 cm, đường kính đáy thì là 8.5 cm. Và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái nai vẽ mây này với giá là 4 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì có thể nhắn tin gọi điện với em. Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 824. Tiếp theo xin giới thiệu với bà con cô bác cô chú anh chị một cái món đồ gốm rất là độc lạ luôn. Thì dựa theo cái họa tiết văn ở trên cái món đồ gốm này thì đây là một cái món đồ gốm đời nguyên nha, tích con cá và hoa lá. Còn về tên gọi thì thật sự em cũng không biết gọi cái này là cái gì cả. Cái nó giống như là một cái đồ đựng nước về cái chỗ này, không biết là để rót hay để uống nữa, thì thật sự là em cũng không rành luôn đó. Nhưng mà cảm giác như cái chỗ này để nước ra hoặc để cái gì chảy ra chỗ này đó. Còn dưới có cái móc được đắp nổi vào, chôm đấy thì quá già luôn, phần men sát đây lột ốc trâu và những cái điểm gỉ sắt chỗ nè rất là nhiều, thậm chí có cái một cái vết rạn nhỏ ngay đây nữa. Phần men ngay trên cái vành này cũng bị lột, cũng bị lột mất cái lớp men nữa, do là ma sát hay do sao đó thì em không gặp đó. Tích con cá đây đó. Cái đặc trưng của những cái món đồ tích và cái màu sắc đặc trưng của những món đồ đời nguyên. Rồi, về kích thước thì cái món đồ gốm này em vẫn không biết gọi tên là thế nào, thôi em gọi món đồ gốm con cá này đi nha. Cái món đồ gốm con cá này thì có đường kính là 14 cm nha. Còn phần chiều cao là khoảng tầm 4 cm đó. Và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị một cái món đồ gốm độc đại như thế này với giá là 5 triệu đồng nha. Rất là lành, rất là đẹp luôn đó, và độc nữa. Thì bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý quan tâm món đồ này thì có thể nhắn tin gọi điện với em nha. Rồi em xin đi qua món đồ kế tiếp. Đây. Rồi, hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người ba cái dầm. Trên tay em đang cầm là cái dầm đầu tiên. Cái dầm này là một cái dầm hai câu thơ đó, và vẽ phong cảnh cây này cây trúc với những cái gì nên em nhìn cũng không rõ nữa đó. Ở đây có hai câu thơ nè, hai câu thơ. Ở bên ngoài thì được bọc đồng thủ công tây nha, rất là đẹp luôn, bọc đồng thủ công tây rất là đẹp. Phần miệng thì không có bị nhăm hay mẻ gì hết nha đó, và rất là lành. Cái hiệu đề em quay cho đúng mà là hiệu đề như thế này đây đó. Hiệu
đề này em cũng không biết là chủ đề nó dịch như thế nào cho nên bà con cô bác cô chú anh chị thông cảm cho em với nha. Chú ông đấy thì rất là già luôn, chú ông đấy phải nói là rất là già, có những cái vết mà là vết là điểm này như cái vết rạn xuất hiện vậy. Cái đĩa rất là đẹp luôn, đĩa hai câu thơ này, ôi một cái dầm hai câu thơ rất là đẹp. Rồi cái kích thước thì đường kính của cái gì cái dầm này là gần 18 cm, rất là đẹp. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái dầm này với giá là 4 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì có thể nhắn tin gọi điện với em nha. Rất là đẹp luôn, một cái dầm rất là đẹp, rất đáng để sưu tầm. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu một cái dầm khác cũng hai câu thơ, và có vẻ hai câu thơ và có một ông lão và một đứa bé nè, và có cái cây nữa. Nói chung em không biết gọi thức gì cho nên em chỉ là miêu tả cái hình vẽ thôi nha. Rồi ở trên đây có rất là nhiều cái điểm men co rút và nó chỗ những cái điểm đen vàng vàng ra. Bên ngoài thì được bọc đồng thủ công tay cũng rất là đẹp luôn. Phần hiệu đề cũng là cũng hai chữ trong mô vuông. Chôn đáy thì rất là già. Đấy. Về đường kính của cái dầm này thì dầm này có đường kính là gần 18 cm nha, gần 18 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái dầm này bây giờ là 3 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị đồng ý thì có thể nhắn tin gọi điện với em. Rồi, tiếp theo sẽ giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một cái dầm khác. Cái dầm này thì vẽ là 4 câu thơ, dầm 4 câu thơ và có một cái cây này không biết là vòng tròn là lá hay là hoa nữa. Em kêu là cái dầm 4 câu thơ đi, dầm 4 câu thơ và vẽ cây đó. Để bà con cô bác cô chú anh chị khi mà gọi điện hỏi em về cái món đồ đó thì bà con cô bác cô chú anh chị chỉ cần nói là dầm 4 câu thơ hay là dầm 2 câu thơ, chứ em thật sự em không biết gọi tên tích thì gọi là sao luôn. Bà con cô bác cô chú anh chị thông cảm cho em ha. Rồi thì dầm này cũng rất là đẹp luôn, rất là lành, chỉ là có phần phần men ngay sát cái vành này nè, nó hơi bị ố, hơi bị đen tí đó. Bên ngoài thì được bọc đồng thủ công tay, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Miệng thì không có bị nhăm hay mẻ gì hết. Cái chỗ này là cái chỗ kiểu men nó bị chốc thôi nha, chứ cái màu men chứ không phải là cả lớp men nha. Còn rất là đẹp. Còn đây là cái bên dưới nè, này hiệu đề là hình cái vòng tròn như vậy nè, những chữ viết thành cái vòng tròn đó. Trong đấy rất là già, trong đấy cực kỳ già luôn. Rồi thì cái đĩa 4 câu thơ này có đường kính là 17.5 cm nha, đường kính đĩa này là 17.5 cm. Giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái đĩa này với giá là 3 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì có thể nhắn tin gọi điện với em nha. Rồi em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Thì tiếp theo em xin giới thiệu với bà con cô bác cô chú anh chị một cái món đồ khá là đẹp và cũng rất là độc. Thì lúc đầu em chỉ nghĩ đơn giản đây là một cái hũ, nhưng mà khi mà em học một số cái vị khách khi mà hỏi cái món đồ này thì em cũng được biết đây là gọi là một cái âu đó, gọi là cái âu, thì em cũng gọi theo như vậy chứ thật sự thì em cũng không chưa gặp qua bao giờ và cũng gọi là không biết công dụng như thế nào, cho nên là khi mà em được hướng dẫn đúng thì em xin phép gọi đây là cái âu ha. Đây là một cái âu rất là đẹp luôn, bên phần miệng thì được bọc đồng công tay, nó rất là đẹp luôn. Ở bên dưới là một cái mộc đáy là những cái dòng chữ tròn như thế này, phần chôn đáy thì rất là già vì lột men khá là cao. Bên ngoài là một cái tích mà kiểu như là sử dụng hình vẽ và cả những cái hàng chữ, nó giống như là một món đồ ký kiểu ha. Nó là một món đồ ký kiểu rất là đẹp, rất là giá trị, rất đáng để sưu tầm. Thì cái âu này có phần đường kính miệng là tầm 7.5, chiều cao là khoảng 8.5 cm nha, 8 đến 8.5. giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái âu này với giá là 5 triệu đồng nha. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý sưu tầm món đồ đẹp như thế này thì có thể nhắn tin gọi điện với em. Đó, rất là đẹp luôn. Thì tiếp em xin giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một cái bình rượu rất là độc lạ, rất là đẹp luôn. Thì theo như em tìm hiểu, cái bình rượu này gọi là một cái
dòng cái dòng gốm của cái bình rượu này là gọi là Mai Hồng Vũ nha, em gọi cái bình này là bình rượu Mai Hồng Vũ đi, rất là đẹp. Thì bình rượu này cũng độc đáo ở chỗ là cái chỗ rót rượu vào nằm bên dưới đây đó. Bà con cô bác cô chú anh chị quan tâm tò mò thì có thể gọi điện về em sẽ rót nước vô đây, em rồi em rót ra cho mọi người xem. Rồi thì để em quay gần hơn ha, thì cái bình rượu này cái màu men của nó kiểu giống như cái màu đỏ đỏ huyết gì đó, nó hơi là lợt đi theo thời gian năm tháng hay là sao, em cũng nhìn thấy như vậy, em cũng cố gắng miêu tả cho mọi người nhìn. Ở trên đây là những cái điểm mà nó bị lột men nè, đó nó bị lột thành những điểm đen nè, và trên đầu này, trên đầu cũng như vậy luôn. Ngoài ra thì những cái chỗ phần quai đắp nổi thì có xuất hiện những cái vết rạn đó, vết rạn như thế này. Phần trong đáy rất là già luôn, phần men ở đây bị lột khá là nhiều. Nói chung là đây là một cái món đồ mà vừa đẹp vừa độc lạ, giá trị sưu tầm cao. Thậm chí mà mình gót rượu vô mình gót ra uống vẫn bình thường nha mọi người. Này là em bao cho mọi người đó luôn đó, cái công năng sử dụng của nó thì miễn bàn rồi đó. Bỏ qua những cái vấn đề như là giá trị sưu tầm hay kia thì nó vẫn sử dụng được bình thường nếu mà con cô bác cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng. Rồi về kích thước thì có chiều cao là 16 cm nha. Phần bề ngang từ vòi cho tới tay cầm là 13.5 cm. Và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị chiếc bình rượu Mai Hồng Vũ này với giá cũng chỉ là 6 triệu đồng thôi nha. Cái giá rất là rẻ luôn, rất đáng cho mọi người, rất là đẹp để sưu tầm luôn ha. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu với mọi người, trên tay em đang cầm đây là một chiếc bình gốm miền Nam đời Tống rất là đẹp luôn. Điểm đặc biệt của cái bình này là cái cách họ làm nên cái bình là một cái dạng men hai lớp, là một cái dạng món đồ gốm hai lớp, có nghĩa là đây là mình, như mình nhìn kỹ mình có thể nhìn xuyên qua được nha, nó kiểu như khắc lọng. Cái thứ nhất là khắc lọng, là những cái chi tiết này là những cái khắc lọng nè, ở bên trong nó là còn một cái thân bình nữa đó, nhìn rất là độc lạ luôn, nhìn bên từ đây nhìn xuống nè đó, rất là đẹp luôn đó. Và cái điểm đặc biệt nữa là cái ốc cầm rất là nhẹ luôn, cái ốc cầm rất là nhẹ tay đó. Âm thanh thì rất là trong, âm thanh em gõ bằng tay, gõ nhẹ bằng tay lên nghe rất là trong rồi ha. Đó là về cái đặc điểm của cái bình này. Rồi còn về cái phần ngoại hình thì nó cũng rất là lành, phần miệng thì không có bị nhăm hay mẻ gì hết. Và phần chôn đáy thì cũng không bị mẻ, nhưng mà phần men bị lột khá là nhiều, khá là cao, chỉ có phần ở men ở giữa thì còn vẫn giữ được nguyên. Một đáy là như thế này đây. Đó. Dọc phần thân thì rất là nhiều vết men rạn luôn, men rạn chạy dài chi chít hết luôn. Một cái bình rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm, rất là giá trị. Về kích thước thì chiều cao của cái bình này là 21 cm nha. Phần đường kính miệng là 8 cm, còn đường kính đáy là 7.5 cm. Và giá em giao lưu bà con cô bác cô chú anh chị cái bình Tống Men Lam hai lớp này với giá là 10 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị anh ý thì có thể nhắn tin gọi điện với em. Và do cái thời lượng của đoạn video ngày hôm nay nó cũng hơi dài, em xin được phép dừng lại tại đây ha. Chưa giới thiệu được thì em xin hẹn bà con cô bác cô chú anh chị trong đoạn video tiếp theo. Thì bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý món đồ nào, quan tâm món đồ nào thì có thể nhắn tin với em qua số điện thoại là 0774 814 24 nha. Rồi thì em rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi hết đoạn video này. Hy vọng bà con cô bác cô chú anh chị sẽ đến đây sẽ cho em một lượt like nha. Và bà con cô bác cô chú anh chị mà chưa đăng ký kênh em thì có thể bấm vào nút subscribe màu đỏ hoặc là bấm vào cái hình tròn có đào tạo của em ở đây và xem lại đoạn video của em đã đăng ở bên đây. Rồi em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bà con cô bác cô chú anh chị trong những đoạn video tiếp theo ạ.